10. Vì sao đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới? Mới thoạt nhìn, hòn đảo tưởng chừng rất yên bình. Với vẻ bề ngoài tĩnh lặng, nguyên sơ nhưng nơi đây là nỗi kinh hoàng cho bất cứ du khách nào muốn tới khám phá. Tuy nhiên, nơi đây là căn cứ trú ngụ của hơn 400.000 con rắn độc nhất thế giới. Nó được gọi là đảo Ilha de Queimada Grande thuộc Brazil. Hòn đảo nổi tiếng là nơi sinh sống duy nhất của loài rắn hổ lục đầu vàng, loại rắn độc nhất thế giới hiện nay. Theo thống kê của các nhà khoa học, cứ 1 mét vuông trên đảo lại xuất hiện 1 đến 5 con rắn hổ lục đầu vàng. Loại rắn này khi trưởng thành dài chừng nửa mét và nọc độc mạnh gấp 5 lần so với rắn độc ở đất liền. Khi bị rắn hổ lục đầu vàng cắn, vết thương của nạn nhân sưng tấy nhanh chóng và có các dấu hiệu như đau đầu, nôn mửa, chảy máu đường ruột, xuất huyết não. Chúng được coi là sát thủ tàn bạo nhất trên đảo. Thức ăn của loại rắn này là các động vật có vú và chim di cư. Ngoài rắn hổ lục đầu vàng, trên đảo còn xuất hiện vô số các loài rắn độc khác. 9. Chất nhớt trên mình cá có tác dụng gì? Với một con cá trôi hay một chú cá chép đang tràn trề sức lực, thì dù nó ở trong chậu, bạn cũng phải tốn khá nhiều calo mới bắt được nó. Lớp chất nhớt bao quanh mình cá đã phát huy phần nào tác dụng lợi hại của mình. Khi cá còn sống, trên da của nó có một lớp tế bào hình thoi luôn luôn tiết ra chất nhớt rất trơn. Chất này bao phủ khắp mình cá giúp chúng bơi lội dễ dàng trong nước, đồng thời giúp cá không bị các loài động vật ký sinh, vi khuẩn và các sinh vật nhỏ dưới nước xâm nhập qua da. Chất nhớt cũng giúp cho da cá có khả năng thẩm thấu bình thường và ngăn các chất bẩn trong nước thấm vào mình, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra, thứ chất chân nhễ này còn có tác dụng kết tụ và lắng trong chất bùn trong nước, làm cho nước thêm trong kéo dài tuổi thọ của những loài thường xuyên phải sống trong môi trường nước đục. Cá sống ở môi trường nước trong mỗi khi có nước lũ hoặc mưa to làm đục nước. Chất nhớt trên mình chúng có vai trò như phèn chua tự nhiên làm kết lắng bùn bẩn, giữ cho mang cá sạch sẽ để hô hấp bình thường. Sau khi cá chết, do da cá vẫn còn lớp chất nhớt bao bọc ngăn vi khuẩn thâm nhập nên cá không thối rữa ngay. Chỉ khi nào vi khuẩn phân hủy hết lớp chất nhớt này, khoảng vài giờ, cá mới ươn và thối rữa. 8. Vì sao chó hay lẻ lưỡi? Con người có tuyến mồ hôi ở dưới da. Khi trời nóng, mồ hôi thoát ra, bốc hơi, làm giảm nhiệt độ bề mặt cơ thể. Nhưng chó lại không có tuyến mồ hôi dưới da mà ở lưỡi. Bởi vậy, lúc nóng quá, nó chỉ còn cách làm mát nhờ lè dài lưỡi ra. Mặt khác, việc lè lưỡi thật dài cũng giúp chó phả bớt hơi nóng bên trong, thúc đẩy sự tỏa nhiệt của cơ thể. Thực tế, dù không phải là mùa hè, mà ngay cả những lúc chó chạy nhanh hoặc đánh nhau, cơ thể bị nóng lên, nó cũng lè lưỡi để tỏa bớt nhiệt lượng. 7. Vì sao loài dê có thể đứng trên vách đá dựng đứng mà không bị ngã? Ở một số nơi trên thế giới, có những loài dê không hề sinh sống tại đồng cỏ. Chúng sống trên vách đá và sở hữu khả năng tự do chạy nhảy trên những vách đá dựng đứng một cách hết sức nhẹ nhàng. Điển hình là loài Orimnus americanus, chỉ cần có một chỗ đứng nhỏ, loài này có thể dễ dàng leo lên và leo xuống các vách đá dựng đứng một cách an toàn. Đầu tiên phải kể tới phần móng guốc chẻ đôi thành hai phần với các cạnh chắc chắn và cứng cáp. Ở giữa bộ móng guốc có khoảng trống đủ rộng và phần đệm thịt êm ái. Guốc đôi giúp loài vật này có khả năng giữ thăng bằng tốt, đặc biệt ở địa hình hiểm trở và phần đệm thịt đóng vai trò giống lớp đế cao su tăng độ ma sát, bám chắc vào những diện tích tiếp xúc dù nhỏ nhất. Một đặc điểm khác giúp dê có thể leo trèo thuận lợi chính là cơ thể rắn chắc và rất cơ bắp. Loài dê thích lựa chọn vách núi chênh vênh để di chuyển là bởi chúng muốn tránh khỏi sự đe dọa của những con thú săn mồi vẫn hay rình rập ở địa hình thông thường. Ngoài ra, những cơn gió mạnh thổi qua vách đá trên núi thường làm bay lớp tuyết che phủ trên bề mặt và để lộ ra lớp cây cỏ chứa nhiều loại muối khoáng mà dê ưa thích. 6. Vì sao mắt của loài thỏ trắng có màu đỏ? Thỏ có nhiều màu lông khác nhau như xám, xanh, đen, trắng. Nếu bạn chú ý quan sát sẽ phát hiện thấy, với thỏ lông màu thì màu mắt và màu lông của chúng giống nhau, chỉ có thỏ trắng là ngoại lệ, mắt của chúng màu đỏ. Vì sao thỏ trắng và thỏ các màu khác lại không giống nhau? Các nghiên cứu khoa học đã phát hiện rằng, màu lông của thỏ do sắc tố có trong biểu bì chúng quyết định. Màu sắc của sắc tố không những biểu hiện trên màu lông, đồng thời cũng biểu hiện trong kết cấu nào đó của mắt. Trong kết cấu của mắt có nhiều bộ phận trong suốt, màu sắc của sắc tố rất dễ được chúng ta cảm nhận. Tuy trong nhãn cầu có nhiều đường máu nhỏ, nhưng màu sắc của máu được sắc tố che mất, cho nên thông thường màu mắt thỏ giống màu lông. Biểu bì của thỏ trắng thiếu sắc tố, lông của nó cũng không chứa sắc tố vì vậy có màu trắng. Do biểu bì nhãn cầu của nó cũng không chứa sắc tố nhưng lại cũng có nhiều đường máu, vì vậy máu trong nhãn cầu trong suốt của nó qua khúc xạ thì chúng ta có thể nhìn thấy mắt màu đỏ. 5. Vì sao động vật trong vườn thú lại khó sinh sôi nảy nở? Trong vườn thú, chúng ta có thể thấy rất nhiều loài, nhưng chúng lại rất khó có hậu duệ, nguyên nhân vì sao vậy? Như ta đã biết, môi trường sống thực sự của động vật là tự nhiên rộng lớn và nhiều màu sắc, từ khi được sinh ra chúng đã sống trong môi trường đó. Một khi đã đưa chúng vào vườn thú, điều kiện sống tuy tốt, cũng chẳng có nguy hiểm gì, nhưng chúng lại không thích ứng, từ đó ảnh hưởng tới sự sinh sôi của chúng. Ví dụ như, loài hổ cần phải có một nơi tương đối rộng rãi, chúng mới có thể giao phối được, nhưng mảnh đất chật hẹp của vườn thú đã làm ảnh hưởng tới sự sinh sôi của chúng. Rất nhiều loài chim trong thời kỳ sinh sôi nảy nở, con trống cần quyến rũ con mái bằng bộ lông vũ đẹp của nó,
còn phải biểu diễn hát múa nữa, nhưng sau khi vào vườn thú, chúng lại vô thanh vô sắc. Có không ít loài động vật khi đã được đưa vào vườn thú thì phát dục không tốt, đến lúc chết cũng không sinh đẻ được. 4. Vì sao ve sầu chỉ kêu vào mùa hè? Khác với các loài côn trùng khác như dế, tạo âm thanh bằng cách cọ sát hai cánh vào nhau, ve sầu được tạo âm thanh bằng cách dùng hai cái loa làm bằng màng mỏng, phát triển từ lồng ngực, có sườn bên trong. Những vòng sườn được co giãn thật nhanh, làm rung màng mỏng, tạo sóng âm thanh. Bụng ve rỗng nên có thể khuếch đại thành tiếng ve kêu rất to. Ve lắc mình và dùng cánh để tạo nhịp lên xuống cho bài hát của mình. Mỗi giống ve có một thứ tiếng, cường độ, cao độ khác nhau để mời gọi ve sầu cái cùng giống. Vào mùa hè là do đây là mùa sinh sản của chúng, những con ve đực sẽ phát ra tiếng kêu để mời gọi ve sầu cái đến làm bạn tình. Và chỉ có ve đực mới phát ra tiếng kêu. Ve cái không tạo được âm thanh nhưng cũng có hai cái màng hai bên mình, chỉ dùng để nghe ve đực hát và bị dụ dỗ. Ve đực khi không hát, cũng dùng hai cái loa ấy làm tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. 3. Vì sao chuồn chuồn bay thấp thì mưa? Theo nguyên lý vật lý, sở dĩ chuồn chuồn có thể bay cao hay thấp là do ảnh hưởng của áp suất không khí lên đôi cánh. Và có một mối liên hệ mật thiết giữa áp suất và độ ẩm không khí, hay nói cách khác chính là thời tiết của chúng ta. Chuồn chuồn là loài vật có đôi cánh vô cùng mỏng, gần như trong suốt với những nang cánh đặc biệt thu hút được độ ẩm của không khí. Khi trời sắp mưa, độ ẩm không khí tăng cao, hơi nước đọng lại trên đôi cánh chuồn chuồn khiến nó trở nên nặng nề. Kết quả là chúng không thể bay cao được mà phải bay tà tà sát mặt đất. Còn khi trời nắng, độ ẩm không khí giảm, cánh chuồn chuồn khô và nhẹ giúp chúng bay cao dễ dàng. 2. Vì sao tổ yến xào lại bổ và có giá trị dinh dưỡng cao? Các lợi ích và công dụng tuyệt vời mà tổ yến xào đem lại cho sức khỏe con người đã được nhiều nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu trên thế giới chứng minh và thừa nhận. Những tác dụng của tổ yến như bổ phổi, phục hồi và tăng cường sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch, đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào, làm đẹp da. Yến xào thực chất là tổ của loài chim yến, được chúng tạo ra bằng cách sử dụng nước bọt bện vào nhau như các sợi nhỏ rồi dệt thành một chiếc tổ. Nước bọt của chim yến ngoài việc chứa một số muối khoáng và các loại men, enzyme thì còn có thêm một số các chất dinh dưỡng như axit amin, nguyên tố vi lượng do chúng tích lũy được trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Hầu hết các chất này đều rất bổ dưỡng và cực kỳ cần thiết cho cơ thể người. Do đó, khi sử dụng tổ yến xào, cơ thể sẽ được bổ sung các chất dinh dưỡng giúp phục hồi và tăng cường sức khỏe. Đây chính là nguyên nhân vì sao tổ yến lại bổ dưỡng như vậy. 1. Vì sao rắn hổ mang có thể phình rộng phần cổ? Hổ mang là loài rắn chứa nọc độc chết người sống ở vùng châu Á và châu Phi. Bình thường thân hình loài rắn này tương tự như bất kỳ con rắn khác, nhưng chúng còn có khả năng san bằng đầu mình thành hình như mui xe. Chính vì thế, loài rắn này còn được gọi là rắn hổ mang bành. Sở dĩ rắn hổ mang có thể bành rộng cổ mình ra được là do nó có xương sườn kéo dài, giúp rắn mở rộng ra da bên ngoài cổ, tạo thành hình như mui xe phía trước cơ thể. Chúng bành rộng cổ ra khi gặp nguy hiểm hoặc bị kích động. Với cách này, rắn sẽ ngụy trang thân hình của mình to hơn rất nhiều bình thường giúp rắn uy hiếp kẻ thù. Rắn hổ mang có nọc kích độc, chúng thường tấn công khi bị khiêu khích hay đe dọa. Ai bị loài rắn độc này cắn thì chỉ khoảng 30 phút sau sẽ bị tử vong do chất độc làm suy hô hấp, dẫn đến ngạt thở và làm tê liệt hoạt động của cơ hoành. Hổ mang thường ăn chuột, chim và ếch. Đối thủ đáng gờm nhất có khả năng đánh bại hổ mang trong tự nhiên là loài cầy, chim săn mồi và con người.